Hello Vlog xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi xem cháu nó đang đi đâm diều rồi các bạn này. Các bạn xem xong ấn nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình nha. Xin chào. Ôi à, khung con lại yếu. Lên đây. Khung con này hơi yếu. Yếu quá. Đấy, dây cá vẩy các bạn là không làm tận dưới. Sáu đơn nhá. Mấy hôm ở sang đây quay nhưng không gặp. Ê bảo vừa rồi á, chả sang quay con 5m2. Hôm vẩy đang nó đâm bên chỗ kia kìa. Đến đâu à? Hả? Đến đâu hôm gì con 4m. Giờ vẫn để nhà văn hóa đúng không? Ừ. Con mới làm một con 5m2 giờ vẫn để mẹ nó không đâm được, phải có tua đâm được. Ừ. Hôm nay gió to tí 14 km mà. Được đấy. Tí gió 14 km. Ừ, đấy. Đây cá các bạn. 6 đơn. Ừ. Kia kìa. Toàn cùng làng. Thấp quá ra nó kêu không được to. Đó đèn rồi các bạn, dài cá quá. Mình phóng cho các bạn xem này. Đấy, dài vẩy nha, dài cá vẩy các bạn nhé. Đây là mình phóng cho gần rồi các bạn, nhưng không lên cao lắm rồi. Nhá. Đuôi cá gọi là đuôi cá vậy. Đây là mình phóng cho gần rồi các bạn, nhưng không lên cao lắm rồi. Ất rồi các bạn. Đấy giờ mòng các bạn à. Đấy mòng đấy, giờ đang mốt gì các bạn nhá. Mốt giờ mòng này các bạn này. Đấy là mốt mòng này nha. Đấy, đấy thấy chưa? Đó là mốt mòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái mỏng các bạn. Ôi da. Cháu bác ấy này. Đây nha, có cháu bé này. Ôi giời, lại còn có đèn này các bạn này. Đây, đây nha. Đây. Cầm lấy. Ơ này. Chưa. Ôi. Diều mỏng các bạn ạ. Cháu bé nó rất thích diều nhỉ. Chơi chưa? Giờ còn như cháu không thích đúng không? Cháu thích diều không? Có á, ngày nào cũng thích đi đông cùng cậu. Úi à, thấy chưa? Cầm này. Ừ, diều mỏng đấy. À, thấy chưa? Cho các bạn xem mỏng. Úi giờ thiết kế toàn mỏng rồi các bạn ạ. Cả những người chơi mới chơi diều là phải chơi mỏng rồi các bạn nhá. À, cháu cầm lên, đứng lên xem là nó đến đầu cháu. Đứng xuống đằng sau đấy, ôm mẹ đấy, thấy chưa cháu bé này.
thích diều đấy. Yeah. Cao hơn đầu rồi diều. Thế bọn thích diều. Hôm nào cũng đi đâm cũng đi có theo. Đấy là mòng kiểu mới các bạn, như cung tên các bạn. Đấy. Cũng cao cao thấp thấp. Chưa. Được chưa? Cháu nó cũng thích diều đấy. Đấy nhá. Là mòng kiểu này các bạn. Đấy. Đây diều xốp các bạn à. Đấy cháu làm à? Tự làm à? Anh ấy tự làm á. À? À, đây nha, là diều xốp các bạn nha. Buổi sáng. Ai da. Để quay lấy cái đèn lát. Buổi sáng phong là quá trong này. Không. Xốp các bạn này, tự làm bằng ống ấy nha các bạn này, mới làm này các bạn nha, nối hai ống nước vào này, đấy xốp ấy nha, sáu xốp các bạn, miệng xốp này, đấy các bạn này, đấy cần gì đâu, tự chế làm đấy các bạn nhá, đấy đây là, thấy chưa, tự làm lấy các bạn nha, học làm lấy, đỡ phải đi mua. Ơi. Thấy chưa? Anh sao ơi. Thấy chưa? Tự làm lấy hết. Đấy. Cháu vẫn lấy chưa Phong? Đấy chưa, đấy cháu kia tự vớt lấy diều sáo này. Thế cháu sáo cái diều sáo này làm mấy ngày thì xong cái bộ sáo này à? Một buổi trưa đã xong. Một buổi trưa đã xong. Ui, thấy chưa, cũng yêu thích diều các bạn ạ. Thấy gió là đen đi đông, nhưng bây giờ không có gió, bạn đứng ngồi đây đợi nha, tối rồi này các bạn. Trời ơi, tối nhưng vẫn đợi. Đấy làm một buổi trưa xong cái bộ sáo này các bạn, hai ống nước ghép vào này. Đấy. Còn đây là xốp này. Miệng xốp này. Đấy. Đấy, đợi tí nữa có gió rồi. Mấy giờ tối là có gió. Bảy giờ tối rồi có gió rồi. Cánh cắt các bạn. Đấy. Thì nha, cho các bạn xem. Đấy, xốp ấy nha. Miệng xốp ấy các bạn. Đấy, cháu kia cũng thích diều lắm. Cứ thấy có gió là đi đâm. Hết loại diều nọ, loại diều kia, hôm nay lại làm sáo xốp. Tự thiết kế đấy. Đấy các bạn nhá, không phải làm gì vội vàng đi đâu, phải làm bằng xốp với các bạn này. Đấy một buổi trưa xong cái bộ sáo này các bạn nhá. Thế cháu nói gì với các bạn bè chơi diều nè? Đừng có từ bỏ đam mê. Ừ, đừng có mà mê. Thế mà muốn làm, muốn thích yêu thích diều cứ tự làm cũng được nhỉ các bạn nhỉ. Vâng. Đấy, đấy nhá, đấy tự làm đấy, bộ sáo xốp à. Đấy, làm bộ sáo xốp ấy, thấy chưa? Tự làm lấy nhá. Và thời tiết bây giờ đang không có gió đấy, đây các bạn này. Còn ống thì bằng ống nước, đây là uống nước này nhỉ các bạn nha. Đấy. Đấy, nuôi cá các bạn. Thấy chưa? Đấy. Ống nước nha. Đấy nha các bạn xem xong nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình đấy các bạn xem đấy. Các cháu tự đam mê mà làm diều này, đứng ạ. Có năm cháu đứng xem này. Đấy, vã hết mồ hôi chạy nhưng vẫn thích. Vì đam mê các bạn. Siêu phẩm mỏng. Đây còn con này là cái siêu phẩm mỏng. Thế mỏng này cháu làm mất bao nhiêu thời gian hả cháu? Mất một ngày cơ. Làm mỏng. Thấy chưa? Ngày là mỏng các bạn. Giờ chiến cá diều mỏng các bạn nha. À, mà không làm được sáo thì làm mỏng cũng được. Mà không đi làm sáo thì làm sao xốp này các bạn. Đấy. Đấy. Đấy, đi đâm diều tối các bạn à. Đấy, tối rồi nha. Diều xốp ấy. Đây các bạn à, xem diều xốp nha.
Lên rồi. Nhưng không có tiếng. Không có gió nên là không có tiếng sáo các bạn. Đấy, lên mãi trên này đó. Đấy. Hết giờ ấy rồi các bạn, tối rồi các bạn. À, tối rồi các bạn nha, xin chào các bạn nha, chúc các bạn xem video vui vẻ nha.